Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một cái cặp Eto. Có một cái dòng Eto hàng Taiwan nhé. Thì cái dòng Eto này thì nó là dòng Aeron. Nó tựa y như kích thước của Aeron. Không sai một tí nào. Đó. Kiểu như là nó sản xuất theo hàng loạt, chưa theo tiêu chuẩn rồi. Thì Eto này là 160 kẹp và 160 luôn, hết hàm thì 190 nhé. Eto này là Eto bác già làm cái Eto Aeron rồi thì biết đấy, thì rất phù hợp cho các bác là dùng cho máy khoan bàn, khoan các loại, hoặc là chủ yếu là dùng cho máy CNC, phay CNC nhé. Thì quý anh chị và các bạn đầu tư một cái cặp này thì về thì kẹp nó song song, thứ nhất là nó song song hai cái đường tháng này, kẹp được chi tiết dài, ví dụ như dài 4-500 đều được nhé. Đó, khoảng cách thì hai con này nó lên tới là 450 đi. Đó, từ đây này kẹp có thể là gá chi tiết dài như này. Đó. Được đúc bằng thép áp lực nhé, gang pha thép nên là độ cứng rất là cao, được tôi luyện rất là kỹ. Đó. Mài phẳng các cái mặt chi tiết này rất là đẹp, chính xác nhé. Eto này thì nó thuộc cái dòng Aeron đó, rất là đẹp nè. Giá thì lại phải chăng cho quý anh chị mà rất chính xác, độ chính xác cao đó. Đây là cái chi tiết này là nắp rời được này, tháo ra nắp rời này nên là mài vuông, khi mà mài vuông mình cho cái độ rung sai của nó rất là nhỏ, kẹp nó không bị bấy lên. Đây là cái catalog của nó. Các cái kích thước bên em có đủ loại. Đây hướng dẫn là kẹp như thế nào cho nó chính xác và ok nhất nha. Kẹp sai này. Kẹp cho nó chính xác thì các bác nên kẹp cho cẩn thận. Đây, quay rất là nhẹ nhỉ, độ chính xác cao nhé. Khi mà xài lâu ngày thì anh em có thể là tăng cái thằng này, ốc này lại. Đó. Con này thì rất là ưa chuộng, bán một năm không biết bao nhiêu lần. Chi tiết đây là cái cục ren của nó, chiều cao của cái má thì năm nhé, rất phù hợp cho máy phay CNC và phay cơ hoặc là máy taro các loại. Thì bên em phân phối cái dòng này, quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại. Cái mã này của nó là QM16160, nó có dòng 200, có dòng 125. Đó, thì quý anh chị và các bạn quan tâm thì xin liên hệ qua số điện thoại 0989821011. Bên em chuyên cung cấp những dòng Eto cơ này cho quý anh chị và Eto thủy lực nhé. Thì mai em sẽ review cái dòng Eto thủy lực lên cho quý anh chị xem. Bây giờ thì em xin kết thúc video. Quý anh chị mà thắc mắc hay là có nhu cầu mua hàng ship hàng toàn quốc thì em ship giá là 5,5 triệu một con, chưa bao gồm phí ship, phí vận chuyển nhé. Rồi em xin kết thúc video. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ qua
19 tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai, và chuyên tun chi nhánh chuyên tun thì vòng xoay Tam Hiệp Biên Hòa Đồng Nai. Mọi chi tiết xin liên hệ 0989821111 nhé. Zalo giúp em để đặt hàng hoặc nhắn tin gọi điện. Để có thể em ship toàn quốc nhé. Eto này nó nặng hai con là 26 kg, 25 kg cả tay quay. Nhưng mà bó tay quay ra thì nó còn 24 kg một con. Tầm 25 gọi 25 kg. 25,5 kg một con nhé. Thì hai con 51 kg cả hai tay quay. Quý anh chị các bạn có nhu cầu mua một con thì em ship một con, mua hai con em ship hai con. Dòng Eto Aeron này hot nhất hiện nay nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Quý anh chị quan tâm thì ủng hộ và mua hàng thì alo để em ship toàn quốc. Quý anh chị chưa đăng ký kênh thì nên đăng ký kênh. Anh em cho xin một like và một đăng ký kênh để có video mới em sẽ update cho quý anh chị xem nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.